để cô ghi lại đã, lưu lại đã. Okay, now let's start. Before we start, I want you to listen to me and look at me. Nghĩa là gì nhỉ? Khi mà mình học bài á, thì con sẽ nghe cô nhé. Mình sẽ chú ý lắng nghe lời của cô này. Xong mình nhìn cô nữa, tại vì cô sẽ nhìn con và lắng nghe con. Ok? Ok. Tay đâu, ok? Ok. Good job, thầy cũng được ha. Now, let's start with Unit 5. Can you swim? You know swim? Yeah. You look at that. You look at that. The boy is swimming. Swimming, swimming. Swim là gì ấy nhỉ con nhỉ? Swim là bơi. Đúng rồi. So where can we swim? Where can we swim for it? I will write it for you. Chúng ta sẽ đi bơi ở đâu nào? Đi bơi ở... For example, we can swim at... Đi bơi ở... Ở đâu nhỉ? Nếu mà đi bơi là phải có gì mới bơi được? Phải có... Có gì? Kính. Đúng rồi, phải có kính bơi, ok. Rồi có cái gì quan trọng hơn kính bơi? Cái gì mà màu xanh xong rồi mình nhảy ùm xuống như đó? Thành ơi, con đâu rồi? Where are you? Hello. Cái phao. Oh yeah. Chúng ta cần cái phao nữa. And we have water. Chúng ta cần phải tìm một nơi nào có nhiều nước mới bơi được, đúng không? Có ai bơi trên cạn không? Không. Đúng rồi. We can swim at the... Vậy thì ở biển nè. Ở biển có nhiều nước không? Có. Rồi bây giờ liệt kê cho cô một số chỗ mà có nhiều nước để bơi được nào. We at the beach. Rồi nếu mà giờ không có biển thì mình đi đâu hè? Đi đâu hè? Đi đâu bơi được nhỉ? Giờ không không ra biển được hồ thì... Hồ bơi. Hồ bơi, đúng rồi. Swimming pool, ha? Swimming pool. Good job. Rồi, vậy thì khi mà đi bơi thì mình phải chuẩn bị nhờ. We have to prepare. Bây giờ cái này là gì? Prepare cái gì đấy? Chúng ta phải chuẩn bị cái gì cho bơi? Mắt kính. Yeah, glasses. Swimming glasses. Swimming glasses, rồi. And mình có mặc đồ không? Lúc đi bơi mình có mặc đồ không? Có. Swimming suit, đồ bơi nha. Okay, rồi. Còn gì nữa? What else? What else we have to prepare? Cái gì nữa nhở? Đồ bơi rồi, kính bơi có rồi. Mình còn cần cái gì nữa con? Áo phao. Áo phao. Vậy thì thay vì áo phao, với cái phao mình gọi chung nó là một là phao nhé. Mình sẽ gọi là float. Float. Okay, now let's get started. Bây chúng ta sẽ vào bài mới ha. Yeah. Oh, look at this. Look at the pictures. What is it? What is it? Cái gì đây? It's a... Nếu mặt trời là gì không nè? Rồi, cô sẽ viết ra đây. Con đọc ha. It's a... It's the... Sunday. The sun. Okay. Sunday nghĩa là ngày Chủ nhật. Còn mặt trời chúng ta sẽ là sun. It's the sun. Okay? Repeat after me. It's the sun. It's a sun. Good job. Right. What is the girl doing? Cô gái đang làm gì đây? Cô gái đang bơi. Đúng rồi. Hôm nay mình sẽ học về bơi nha. Chúng ta sẽ có từ bơi. Swimming. Okay. Lesson one. Con gì đây? What is this? Đá. Yes, fish. Okay, good job. We have, what is it? This word. Bơi nữa. Eh? He is swim. 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 Swim.
Rồi, không phải là swim, nhưng bây giờ mình sẽ chỉnh là một tí này con. Swim, swim, swim. Nghe không? Nghe cô nói không? Có. Rồi, rồi. Lại gần cô một xíu này. Nhìn cho kỹ. Nhìn miệng cô kỹ hơn này. Swim. 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 Rồi, đọc chậm được như vậy là rất là chuẩn luôn rồi. Bây giờ mình đọc nhanh nha. Cho nó giống người ta nha. Giống người ta đọc là swim, swim đó. Swim. Bây giờ, swim. Swim. Good job. This is swim. Right. This one. What? Right. Okay. Swim. Tay đâu? Tay đâu? Swim. Okay. And right. Swim là bơi. Vậy thì right ở đây là gì? Là chạy. Ừ, thả đâu chạy. À, rồi cái này người ta gọi là đạp. Đạp xe đạp nha. Okay. Mình tiếng Việt thì mình gọi là chạy xe đạp đúng không con? Tiếng Anh thì mình sẽ dùng cho người ta cụ thể hơn, đó là đạp xe đạp. Hả? Ride a bike. Ride a bike. Okay. Ride a bike. Good job. Ride a bike and swim in the sea. Swim in the sea. Nghĩa là bơi ở biển và ride a bike là chạy xe đạp. Rồi. Let's point. Giờ cô chỉ vào đâu thì con đọc nha. Swim. Swim in the sea. The sea. Sea. Good job. Swim in the sea. Swim in the sea. Ride a bike. Ride a bike. Good job. Very well. And then start. Boom. What is he doing? Ai đây? Who is he? Con nhận ra đây là ai không? Là đầu bếp. Đúng rồi, đầu bếp. Đầu bếp là cook, ha? Cook. The cook. The cook, đúng rồi, the cook. Rồi, vậy thì nấu ăn là gì? Nấu ăn là... Là cook luôn. Cook. The cook is cooking là người đầu bếp đang nấu ăn. Vậy bây giờ cô đố một cái này rất là hay. Cái này hay hành sẽ nhớ rất là lâu này. Vậy nồi cơm điện là cái gì? Nồi cơm điện. Con biết không? Có bao giờ nhìn ở trên cái nồi cơm điện xem nó viết chữ gì không? Không. Ta sẽ có cooker. Cooker. The cooker. Rồi. Đầu bếp là cook. The cook. Cook. The cook. The cook. Rồi, nấu ăn là cook. Cook. Rồi, nồi cơm điện là cookie. Cooker. Cook. Cooker. Cooker. Good job. Cooker. Okay, let's see what we got today. Cook. 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 Nghĩa là nấu ăn này. Cook. Ý cooking cake. Rồi, ông này là ông ấy đang làm cái món gì đây nhỉ? Nhà bột để làm gì? Để làm. Nhà bột để làm gì? Để làm gì? The cake. Cô viết là nhá. The cook is cooking cake. Cooking. Đang làm bánh kem. Đúng rồi, người ta làm bánh kem đó. Chính xác luôn. The cook is cooking a cake. Cooking là bánh kem. Cooking là đang nấu ăn. Còn a cake là bánh ha. Rồi, tiếp theo chúng ta có động từ tiếp theo. Next one, we have this one. Thế bạn nam này đang làm gì đây? Đang nhảy. Dạ, con biết nhảy trong tiếng Anh là gì không? Nhảy là chop. Jump, good job. So, jump, jump, jump. Ha, jump, 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 jump. Khi nào mà mình nhảy lên như vậy? Khi nào mình cảm thấy như nào? When you feel? Jumpy. Yes, he is jumping. But when you jump, when you feel? Khi nào mà mình cảm thấy mình muốn nhảy lên? Khi là mình vui hay là mình buồn? Vui. Okay.
I jump when I feel happy. I jump when I feel happy. When I feel happy. Good job. Rồi, còn cậu bé này đang nhảy ha? He is jumping. He is jumping. Can you see that? Read for me, please. Read for me. Jumping. Good job. So he is happy, right? Okay, now listen and repeat. Bây giờ chúng ta sẽ có một bài nghe. Sau đó mình nghe xong rồi mình bắt chước mình nói lại nhá. Tí nữa cô chào mình sẽ đóng vai, okay? Okay? Is that okay? Okay. Okay, good. A. Look, I can draw a cat. It's really nice. Okay, I will be mine and you will be fun. Con nghe rõ người ta nói chưa? Mình có cần phải nghe lại không? Con có cần phải nghe lại. Nghe lại không? Nghe lại không? Lại. Một lần nha, một lần thôi nha. Tập trung này. Tấm tiếp theo là cô chỉ bật một lần nữa đấy. A. Look, I can draw a cat. It's really nice. Okay. Look. Look. Repeat after me. Look. Look. I can draw a cat. I can draw a cat. Draw. 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 R cong lưỡi lên nào mình. Cong lưỡi lên chữ R giống như chữ rùa. Con rùa con. R. Draw. 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 Đọc chữ R nè, R. R. R không phải chữ G, không phải chữ G, chữ R. R trong chữ rùa ấy. R. Rùa. Rùa. R. R. Xem nào, bây giờ cô sẽ cô tìm ra từ từ gì để con dễ liên tưởng hơn ha. Rồi. Bây giờ học thì nó cũng như thế thôi. Bây giờ mình đọc lại một lần nữa nha. Mình cong lưỡi lên. Thành ơi, can you hear me? Yeah. I'm here. Cô ở trên này, cô không ở dưới đâu mà nhìn xuống dưới. Cô sẽ không hello từ dưới đâu. Ok. Rồi. R. 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 Cong lưỡi. Lưỡi chạm lên cái hàm răng trên luôn. R. 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 Sao lại thành G rồi? G là giống như trong chữ girl hả? Không đúng. Mình không đọc là G. Mình đọc là R. 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 Ok. Draw. 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 Không phải the girl đâu. Không phải the girl. Làm lại một lần nữa nhá. Mình sẽ luyện được cái này đến khi nào ok được chưa? R. 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 Này, bây giờ đọc cho cô này. Rùa rơi rụng. Rùa rơi rụng. Ừ. Sao lại đọc thành G hết rồi? Sao lại đọc thành G hết rồi? Lêu lêu. Không phong lưỡi được hả? Bình thường con giờ đang sống ở đâu á Thành? Con vừa đang sống ở biển. Không, cô đang hỏi con á, Thành á, Quang Thành sống ở đâu? Con đang sống ở đâu? Tỉnh nào? Con đang sống ở tỉnh. Biết không? Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh hả? Dạ. Hèn chi đọc là G hết trơn luôn. Giờ về mình phải luyện lại nha, mình phải đọc là R chứ không phải là rơi rụng đâu, mình đọc là rơi rụng. Rùa rơi rụng. Rùa rơi rụng. Đúng rồi đó, đúng rồi như vậy. Yes, that right. Rùa rơi rụng. Rùa rơi rụng. No, 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 câu nữa là đọc như hồi nãy con vừa mới đọc xong á.
Đừng đọc giống như bình thường con đọc ở trên lớp, bình thường con nói chuyện với bạn bè. Đó là rùa rơi rụng. Rùa rơi rụng. Okay. Draw. 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 Okay, cái này về là luyện lại nha để tí cô nhắc mẹ. Look. Look. I can draw a cat. 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 Đọc chậm thôi, bây giờ cô sẽ chia ra cho mình đọc ha. Okay, I will separate it into two sides. I can draw a cat. Draw a cat. Good job. Look, I can draw a cat. Look, I can draw a cat. Good job. Is. It. Is. Come sờ sờ vào này. Is. Is. Really nice. Really nice. 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 Làm gì đấy? Mà làm gì cô đấy? Nice. Nice. Ờ, mình có xì ở cuối này. Nice. Nice. Đúng rồi. It's really nice. It's really nice. It's lại quên xì trước lại quên xì sau rồi. It's really nice. It's really nice. Really, really. Nice. Good job. Look at this, look at this. Ủa? Có hình cô ở trên sách hả? Có không? Có. Đâu? Đâu? Where? Hình cô trên sách đâu hả? Nếu vậy thì phải nhìn chỗ nào có hình cô chứ. Sao lại nhìn xuống dưới đó? Dưới đó có hình cô đâu? Có không? Có. Ừ. Sao mà có là phải dơ lên cho cô xem, cô mới tin đó. Đó. Rồi, vậy thì nhìn vào đó nha. Nè. Nè, cô nhìn, cô chỗ nào có thành là cô nhìn vào đó mà. Cô đâu có nhìn xuống dưới đâu. Ha. Dạ. Okay. Look, I can draw a cat. Look. I can draw cat. Draw a cat. A cat. Không phải là a cat nha. A cat. A cat. Good job. Is. Is. Đâu biết đọc đến đâu rồi. Is. Is. Rồi đâu. Tiếp theo. Đọc tiếp theo xem nào. Cô thấy. Really nice. Really nice. Really nice. Nice. Chữ N thấp. Nice. 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 N. N. Con nice. Chúc ngủ ngon không? Good night. Good night. Good night. Good night. Ok, vậy thì mình sẽ có really nice. Really nice. 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 Cái này nó giống như là từ buổi tối trong chúc ngủ ngon ấy. Ví dụ buổi tối mình đọc là night. Còn cái này sẽ là nice. Được chưa? Night. Night là nice. Night. Nice. Không phải like. Like là thích rồi. I like. Nice này. Rồi nice ở đây nè. Bây giờ cô sẽ dịch nghĩa cho con nhé. Con có hiểu nghĩa này chưa? Con dịch cho cô hiểu rồi. Look, I can draw a cat nghĩa là gì nhỉ? A cat nghĩa là gì? Lúc là a cat. Lúc là nhìn này. I can là I can. Tôi có thể. Tôi có thể vẽ con mèo. Đúng rồi, chính xác. It's really nice nghĩa là gì hả? Tôi có thể vẽ con mèo. Rồi, bạn Phong trả lời sao? Vậy bạn Phong khen bạn Mai vẽ mèo như nào hả? It's really nice. Nghĩa là? Nghĩa
là đẹp. Ừ, đúng rồi, nhìn nó đẹp đấy. Ok, bây giờ mình sẽ tập lại một lần nữa nha. I will be Mai and you will be Phong and then we change. Bây giờ cô sẽ đóng vai Mai, con sẽ đóng vai Phong, sau đó mình sẽ đổi lại, ok? Dạ. Rồi, look, I can draw a cat. It will be like. Ok, you will be Mai. You look and can really a cat. I can, đọc lại again. Look, I can draw a cat. Đúng rồi. It's really nice. Okay, next one. Lá lớn. What can you do, Phong? I can dance. Thầy ơi, người ta vừa đọc xong rồi đấy. B. What can you do, Phong? I can dance. What can you do, Phong? Phong. Rồi, bạn Phong trả lời. Dance. Dance. Đúng rồi, nhưng mà mình phải có chữ SC ở cuối này, con nhớ những cái đuôi mà nó viết là CE như thế này ha. Này, giống như bên này này. Thì mình đều đọc là hết nha. Sao không biết được nhỉ? Đều đọc là S. Đây cũng mình sẽ đọc là S, mình đọc là răng đầu. Răng nào, where your teeth. Rồi, bây giờ. Ok. Được không? Oh, đúng rồi, really good. I can dance. I can dance. Nhưng mất đoạn cuối rồi. I can dance. I can dance. Ok, very good. What can you do, Phong? I can dance. Okay, you ask me. You will be Nam. You are Nam. Ask me. What can you do, Phong? I can dance too. Ready? Next one. We have C. What about you, Nam? Me. Okay. C. What about you, Nam? Me? I can't dance, but I can sing. Okay, cô sẽ đọc trước một lần cho mình đọc theo nha. What about you? What about you, Nam? Okay, me? Me. I can't book or can sing. Rồi, cô đọc lại nhé, mình sẽ sửa một số chỗ như này nè. Me, I can't dance, but I can sing. Okay? Rồi, again, one more time. Me, I can't dance, but I can't sing. Rồi, bây giờ mình sẽ sửa từ từ một ha, okay? Can't. Nhẹ ở cuối. Can't. Can't. Đúng rồi. Dance. Okay. But. Mình không đọc là but mà mình đọc là but. But. I can sing. Sing. Sing giống như sing kẹp á. Sing. Sing. Good job. I can sing. Sing là hát. Đúng rồi. Nhưng mà nó phát âm hơi giống giống cái từ xinh đẹp của Việt Nam ha. Hơi giống giống thôi nha. Không giống hết đâu. Rồi. Okay. I will be Mai and you will be Nam, right? What about you, Nam? Phong là Mai. Hả? Sao vậy? Cô thấy hình con bị đứng rồi á.
Giờ con muốn bày tỏ chỉ là con phải nói nha, chứ cô không nhìn thấy hình nữa. Cô thấy bạn Thành bị đứng im một chỗ như thế này. Bạn Thành có thấy cô không? Cô bị đứng. Cô có bị đứng hả? Vậy thì bây giờ mình sẽ nói chuyện với nhau, cố gắng nha, tại vì cô cũng thấy con bị đứng. Ha? Okay, I will be Mai and you will be Nam. Okay, maybe you will be Mai and I will be Nam first. Rồi con là bạn Mai trước đi. Dạ. Yeah. What about you, Nam? What about you? What about you, Nam? Me, I can't dance, but I can sing. Okay. What about you, Phong? What about you, Thành? Me. I can dance, but I can't sing. Rồi, Thành ơi, con có thể ngồi. Mình giữ một khoảng cách giữ nhất định với cái máy tính được không? Tại vì cô nghe Thành nói lúc to lúc nhỏ ấy. Con có bị nghe cô như thế không? Cô nói có đều không hay cũng lúc to lúc nhỏ luôn? Vậy. Cô nói vẫn vậy đúng không? Vậy thì mình đừng có ngửa người ra sau nữa, mình sẽ giữ nguyên một vị trí nhá. Ok. Rồi bây giờ xem cái bạn Mai bạn hỏi gì bạn Nam nhờ? What about you, Lam? Vậy nghĩa là gì? Là bạn học ở đâu? Còn bạn thì sao hả Nam? What about you? What about you, Nam? Còn bạn thì sao hả Nam? Bạn Nam trả lời như nào nhờ? Me? Tớ á? Me, I can dance, but I can sing. Ok, nói bình thường thôi, không cần phải hét đâu. Hét như vậy là con rất là nhanh mệt. Tí nữa là cô hỏi con không trả lời được. Ha? Mình nói vừa phải thôi là cô nghe được rồi. Con đang bị đứng. Ừ, cô cũng thấy con đang bị đứng. Cô không biết phải làm sao cả. Rồi, I can dance. Nghĩa là tôi có thể nhảy được hay là không? Có nhảy. Đâu? Bạn Nam nói là can't, có chữ T phải như thế này này, nghĩa là bảo à, cô thấy con rồi. Con thấy con chưa? Con đã thấy con chưa? Thấy rồi nhưng cô còn bị đứng. À, buồn vậy. Nhưng mà cô thấy con động đậy rồi đó. Bạn Thành làm gì giờ cũng thấy hết á. Cô đang bị đứng. Ừ, rồi. Bây giờ mình trực tiếp nha. I can't dance. Can't mà có dấu phẩy T ở trên này, nó sẽ bằng với cannot. Con chữ cannot vậy là có nhảy được hay không? Không. Rồi, tôi không thể nhảy nhưng, but nghĩa là nhưng. Nhưng tôi có thể sao? But I can sing là sao? Nhưng tôi có thể sing mà, hồi nãy con mới kêu sing là cái gì mà? Múa đâu, múa với nhảy là dance rồi, sing là gì? Sing là hát. Đúng rồi. Ok, rồi bây giờ mình sẽ xem bạn Nam đấy hát có hay không nhá. Bạn Nam kêu bạn. Bạn Nam hát được nè. D. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. Okay, you hear that? Con có nghe thấy bạn Nam hát không? Trời ơi, sao tự nhiên đứng rồi? Con có nghe thấy bạn Nam hát chưa? Con nghe thấy rồi. Thấy cái bạn đó Nam... Cái đó nhạc của em bé ngủ á. À, vậy thì vậy, nhưng mà bạn Nam hát và em bé có ngủ nổi không? Không. Tại vì bạn Nam hát làm sao, hay hay dở? Dở. Ờ, vậy Thành hát được không? Thành biết bài đó không? Thành hát thử một đoạn bài đó cho cô nghe với. Ok. Yeah. Yeah.
Oh my god, I'm crying. Trời ơi, hát vậy thì ai mà ngủ nổi trời ơi. Mình phải hát nhẹ nhàng thôi ha. Twinkle, twinkle, little star. Con chẳng hát cô, đứng im rồi. Nhưng mà cô vẫn nghe thấy tiếng mà, đúng không? Con vẫn nghe thấy tiếng cô mà. Cô có hát con đứng im không? Đó. Nhưng mà khi nào mà con không chịu nhìn vào trong màn hình á thì là cô thấy. Còn bình thường thì con nhìn vào màn hình thì con đứng im. Nha, chú ý nha, chú ý nha. Rồi, tiếp theo. Okay, so Nam can sing. Phong can dance. Mai can draw, okay? So D. We will have structures like this. Structure nghĩa là cấu trúc câu á con. Bây giờ mình sẽ xem cái những cái câu mà người ta dùng nãy giờ có một điểm chung, đó là I can cộng với hành động. Khi mà mình hỏi câu là what can you do thì mình sẽ có câu trả lời là I can cộng hành động của mình hoặc là khả năng của mình, ví dụ như là ca hát nhảy múa đó. I can swimming. Oh, you can swim mà. Okay, you can swim. Bây giờ cô sẽ liệt kê ra một số từ mình có thể dùng ha. Mình hỏi what can you do nghĩa là bạn có thể làm gì bây giờ? Bơi là gì nhỉ? Order swim. Swim. I can swim. Okay. Rồi. Đạp xe đạp tiếng Anh là gì? Rồi được chưa? Cô thấy Thành lại rồi này. Đạp xe đạp là gì Thành ơi? Đạp xe đạp là gì con quên rồi. Là gì? Ride a bike. Rồi, tiếp theo, nấu ăn là gì nhờ? Hồi nãy mình mới học. Nấu ăn là cook. Good job, I can cook. Rồi còn khi mà mình happy thì mình sao? Nhảy là jump. Good job, I can jump. Okay. So, rồi hồi nãy mình có động từ gì nữa? Cái gì mà ra con mèo, làm thế nào để ra con mèo đó? Sing á, hát mà ra con mèo á, đâu có đúng. Dance, okay, rồi. Vẽ là gì nhỉ? Vẽ là... Gum. Draw. Okay, for example, I can draw a dog, right? I can sing a song. Tôi có thể hát một bài hát. I can cook a... I can cook cookies. Là gì? Bánh gì á? Bánh gì? Nhưng mà bánh gì? Biết không? Là bánh quy. Đúng rồi, chính xác. Bánh quy nhé. Bây giờ mình có một là swim nè. Hai là ride the bike. Okay, three cookies. 4, jump. 5, sing a song. 6, dance. And 7, draw a dog. Okay, now we will ask and answer. Bây giờ cô và trò mình sẽ cùng nhau hỏi đáp và sử dụng cái hành động khả năng này, được chưa? Cái từ này thay vào và không được trùng nhau. Ví dụ cô dùng là I can swim rồi thì con phải đổi từ khác, con không được dùng là swim nữa. Okay? Okay. Bây giờ ai đi trước, ai hỏi trước? Con hỏi trước. Okay, you first. What? I can swim. Không, mình phải hỏi mà, câu hỏi là what can you do mà. Đấy là câu trả lời. I can swim. I can swim. Rồi, mất câu một rồi nha. Câu Thành. What can you do? Bây giờ cô hỏi lại con này. What can you do? I can jump. Yes, you can jump. Ask me. Hỏi cô đi. Ask can me. You do?
I can dance. What can you do, Thành? I can sing a song. I can sing a song. Nhắc lại nào. Repeat again. I can sing a song. Good job. You ask me, ask me. What can you do? I can ride a bike. What can you do, Thành? I can cook and cookie. I can cook cookies. I can cook cookies. Đúng rồi. Ask me, ask me. Ask me, nhanh nhanh nhanh, còn một câu nữa. What can you do? What can you do? What can you do? I can draw a dog. Okay, bravo. We all good. We all right. Trời ơi, cô Trần yêu quá. Mình không có sai cái gì hết trơn hết. Bây giờ chơi lại không? Không. Không chơi lại nữa. Rồi, bây giờ mình tiếp nha. Let's practice. Who What is? Can you do? I can swim. Đúng rồi. Con biết cá là bơi. Con biết hai tên hai bạn cá là gì không? Tên là gì? Ok. Vậy thì bây giờ con phải hỏi tên của bạn cá màu xanh thì hỏi sao? What's gì? Hỏi tên thì phải hỏi sao? What's your name? She is Dory. Doggy. Tên là Doggy. Dory. And bạn What's cá. What's your name? He is Nemo. Nemo là gì đó? Bạn cá này tên là Nemo, còn bạn cá này tên là Dory. Thì tao không cô. Ừ. Vậy ủa, cô tự đặt tên hả? Không. Ủa con chưa xem phim này hả? Rồi. Về có thể khi nào mà mình rảnh á, mình có thể coi phim này. Finding Nemo. Ha. Ơ sao lại bị đơ rồi? Cô cũng bị đơ mà, cô bị đơ từ nãy đến giờ mà. Vậy hả? Cô bị đơ từ đầu á, từ đầu đến cuối, từ đầu luôn á hả? Trời ơi, khóc quá, khóc một dòng sông luôn quá. Rồi, okay, that's easy because the slide cannot move, so now review. Rồi, trước khi kết thúc bài học á, thì hôm nay nhắc lại cho cô là hôm nay mình đã học được những cái gì nào Thành ơi? Học được là bạn làm gì? Rồi, bạn làm gì tiếng Anh sẽ là What can you do? Good job. Rồi, tôi có thể nhảy. I can dance. Tôi có thể hát. Oh, em gom luôn hả? Rồi, tôi có thể hát. I can sing a song. Song. Good job. Tôi có thể nấu bánh quy. Cô có thấy con bị đơ không? Không, cô không thấy con đơ. Cô thấy con đang ngoáy ngoáy ngoáy. Rồi, tôi có thể nấu bánh quy là gì á? Nấu bánh quy. I can cook cookies. Good job. Tôi có thể vẽ một con mèo. I can warm. Draw a cat. Ok, rồi còn gì nữa? Tôi có thể khi mà mình vui á, I can jump. Yes, jump so high, right? Rồi, đạp xe đạp là gì? Cô hỏi chưa? Chưa hỏi nè. Tôi có thể đạp xe đạp là gì? Rồi, cô hỏi rồi. Vậy thì giờ nói lại đi, cô quên mất tiêu rồi. I can ride a bike. I can ride a bike. Rồi, còn từ gì nữa? Còn tôi có thể I can cái gì nữa không? Hết rồi hả? Nhớ bài chưa? Nhớ bài rồi. Giỏi không? Thấy hôm nay mình học giỏi không? Thật giỏi.
Thật là giỏi, vỗ tay. Clap your hands lần sau nhớ nha. Vỗ tay tiếng Anh là clap your hands. Good job. Rồi. Hôm nay Thành học rất là ngoan luôn. Cô rất là thích học với Thành luôn. Nhớ học bài để thứ hai mình lại gặp nhau lại nha. Ok. Đơ thật rồi. Nghe con nói gì không Thành ơi? Con nghe. Ừ. Rồi học bài để thứ hai gặp lại nha. Dạ. Rồi. See you. Goodbye Thành. Goodbye Miss Hiền. Oh, good job. Đúng rồi, không được goodbye teacher đâu. Gọi là goodbye Miss Hiền. Trời ơi, cưng quá. Nào con có thể mời mẹ qua đây. Cô nói chuyện với mẹ một xíu được không? Dạ, con đi mời đây. Ừ, rồi, cô cảm ơn nha. Trên đây nó có tắt nữa. Hello em, chào em. Dạ, em học được em. Dạ được, em học vui lắm chị ơi. Mà có cái là bây giờ màn hình em đang nó hơi bị đơ nên chị có nhìn thấy em động đậy không? Không, thế đang bị đơ. Dạ, nói chung là em chắc là em với chị nói chuyện với nhau qua giọng nói thôi. Ok, không sao hết. Tại bữa bé có học thử á, một cô rồi á mà nghe cái giọng cô buồn buồn nên chị kêu đổi sang em mà. Chưa biết em dạy kiểu gì nhưng mà chị nghe thấy giọng mà chị đã thích rồi á. Em cảm ơn chị. Thì em thấy bé nhà mình học mà với cả hình như là con bị nói ngọng tiếng Việt ấy, nhưng em sửa cái đoạn mà g với r em sửa không được. Ví dụ như là mặt Hải á, ba tên là Hải mà nó cứ hỏi là Hải Hải không à. Anh thì cứ tên là anh nó bị ngọng quá. Ê, hồi không, với cả một phần là do kiểu mình sống ở Sài Gòn ấy chị. Em cũng có một ông bạn người đấy. Ông đó suốt ngày cứ kiểu tại vì em nói giọng Bắc thì nó chuẩn ấy. Xong rồi ông ấy nói chuyện với em cứ gòi 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 không à. Bé nhà mình. Em quê ở đâu á? Dạ em quê ngoài Bắc nhưng mà em sống ở Tây Nguyên đó chị. Vậy hả? Vậy là cũng biết giọng Nam rồi đúng không? Dạ, cũng nghe giọng Nam nhiều rồi cho nên là hồi nãy em mới hỏi bé sống ở đâu. Ê, con sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi nghe phát là biết luôn. Cháu thì cháu sinh ở đây nhưng mà gốc thì gốc bố mẹ cháu ở Hồng Kông hoặc là Bắc. À vâng, em ở Hưng Yên chị ạ. Con chào cô. Con là bé xíu nè. Cô hiện tại giờ chưa nhìn thấy bé xíu nhưng mà chắc thấy trên Zalo thôi. Dạ. Đang đơ quá. Thầy bé xíu xuống nhà bằng váy hồng này. Cô có nhìn thấy con không? Rồi cô thấy mờ mờ được một tí kiểu nó cứ bị giật giật ấy. Giật hả? Em cố gắng chúc thích em dạy thì cố gắng theo bé đi nhé. Cái bữa thấy cô Yến cô cũng dạy cái giọng nó y như em á. Chị cũng thích cái giọng nó mà. Cô dạy mấy bữa cô kêu cô bận đi học thêm cái gì hả? Cô không có dạy được á. Dạ dạ. Thì em thì cố gắng dạy bé giùm chị nha. Vâng, chị thiếu chị hôm nay chị muốn em có kiểu tập trung vào cái mảng nào của bé nhà mình không ạ? Thì em dạy bé em thấy sao? Dạ, em thấy ok, em thấy vui. Nói chung là hôm nay dạy với con rất là vui, hai cô trò cười đau bụng luôn. Vậy là nó thích em ấy chứ một lần nó học cô khác mà nó không vui đâu. Câu hỏi nó không thèm trả lời cơ. Hôm nay vô nói chuyện một xíu thôi là thầy ảnh cười tít mắt xong cái hai cô trò nói chuyện. Ôi trời, chơi không? Ok, chơi luôn. Nghe cái giọng chưa biết cách em dạy kiểu gì nhưng mà nghe giọng là chị thấy là tại vì cái giọng em nó giống như nó hồ hỏi lắm, giống như có kiểu cái gì hướng hỏi, nó nói nó dễ nói à. Còn cái giọng mà cứ trầm là nó giống như nó buồn á, nó không muốn nói à. Vâng, thì em nói chung là em nói chuyện với bé mà kiểu cũng tùy bé chị, tại vì có nhiều bé mà em hồ hởi quá nhưng mà bé nhiều bé nó vẫn lơ em, sợ em hơi bị buồn luôn. Nhưng mà vâng, nhưng mà Thành thì kiểu phản hồi lại với em rất là tốt á, kiểu cả Thành, bé Thành cũng rất là kiểu phối hợp với em xong em cảm thấy em hứng khởi hơn nhiều luôn. Vậy rất là rồi. Dạ. Vậy là bé nó chịu, em thì là chị mừng rồi, chị sợ nó không chịu thôi á. Dạ. Chị biết chứ, chỉ cần nghe cái giọng là biết nó chịu à, tại vì cái giọng nó giống như nó nghe nó vui vẻ mà. Dạ. Giống như nó học vui động á, chứ còn mấy cô mà cái giọng nó cứ chầm vừa nói nó giống như nó chuyện bình thường chầm giọng mà không thích đâu. Dạ, nếu mà bé thích em thì em cũng mừng quá, thì bé em cũng rất là thích bé. Rồi cố gắng dạy được chị nha. Dạ vâng ạ. Vậy em cảm ơn chị nhé.
À, rồi có gì ví dụ như là em cần chị hỗ trợ cái gì cho bé thì hoặc là cho em thì em nha. Để em gửi đồ vào Zalo cho chị nhá. Bài ví dụ bài hôm nay mà bây giờ em nói thật là em không biết là em có lưu lại được cái video này không, tại vì giờ nó đang bị đơ hết cả máy luôn. Thôi không sao đâu, không sao em. Dạ, tại vì hôm qua em đã bị mất một cái vì nó cũng tự nhiên máy em nó lại bị đơ như thế này ấy. Giờ em hơi sợ sợ. Sao đâu, mất thì có sao đâu, tại vì đó chỉ là nếu mà ấy tại vì okay. Nếu mà mất thì em sẽ gửi lại slide cho chị để cho bé học. Nhưng mà hồi nãy lúc mà trước khi kết thúc bài ấy, thì em cũng có hỏi con là hôm nay mình học những cái gì. Là con nhớ được hết rồi. Con đọc được hết cả câu trả lời luôn rồi. Rồi vậy là cảm ơn cô nhiều, là chị bé đã chịu cô đó ạ. Dạ em cảm ơn chị ạ, cảm ơn bé nhiều ấy. Rồi cố gắng dạy bé giùm chị lâu lâu chút nha. Dạ vâng. Dạ vâng vậy em hôm nay có dạy nữa không hay là giờ nghỉ rồi? Dạ giờ em nghỉ ạ. Còn 10 giờ rồi đúng không? Là kìa... ông, rồi. Với cả rồi các con đi ngủ hết rồi, cũng không có bé nào học nữa đâu. Rồi cảm ơn em nhiều nha. Cảm ơn em chào chị ạ. Rồi chào em ạ, bye bye. Bye bye, see you. Bye. Hai kia chào cô kìa con. Vâng. Bye bye teacher, bye bye Miss Hiền. Bye bye. Rồi, Thanh chào rồi. Chị ơi, chị tắt giùm em nhé, em không tắt được. Rồi, là ok nha. Để đời đúng không? Dạ vâng.